Ngày 18 tháng 7 đã diễn ra lễ trao huân chương của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng các đồng chí Cái lãnh số đạo không cấp cùng cao nhà Đảng Nhà thành nước Việt Nam. Đến dự có Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, được sự ủy quyền của lãnh đạo Đảng Nhà nước Lào, đồng chí Bun Thong Chitmani, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng huân chương vàng quốc gia cho Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Đây là huân chương cao quý nhất của nhà nước Lào, ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của hai đồng chí với sự phát triển của nước Lào, góp phần quan trọng vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước Lào cũng đã tặng huân chương tự do hạng nhất cho 11 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhận huân chương, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã bày tỏ niềm vinh dự và lời cảm ơn chân thành đối với những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào. Lớp cán bộ đảng viên và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ mãi bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất như câu nói của Chủ tịch Suphanuvong, và mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông như lời của Chủ tịch Cai Son Phóng Vi Hàn. Trước đó, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Bun Thong Chitmani và đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đã khai mạc triển lãm tài liệu ảnh hiện vật và sách về quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt Lào Việt Nam, Việt Nam Lào tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Với gần 500 tài liệu ảnh hiện vật và sách, triển lãm đã nêu bật được những thành quả, vai trò to lớn của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc đối với tiến trình cách mạng của mỗi nước, những thành tựu tiêu biểu mà nhân dân hai nước đã giành được trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.